Hello các bác nha, xin chào toàn thể các bác nha. Chúng các bác quay trở lại với kênh của em Công. Hôm nay lên video giới thiệu chia sẻ cho các bác em ngỗng đực đầu sư tử của nhập Thái Lan nhé các bác nha. Em này là em trống nhập Thái Lan, đang dư một em trống này các bác ạ. Đấy, mặt to đầu đẹp, mắt híp, rất là cao to, đẹp trai luôn. Đấy, bác nào có thích em trống này về ghép mái hay là gì liên hệ với em Công nhá. Đấy, do là nó tỉn nhau bánh, nó vã nhau suốt ngày với con đực ở bên kia nên là em phải tách sang bên này các bác ạ. Sang phải tách sang nó ở bên này cho nó tránh được nó vã nhau. Đấy, bác nào mà thích con trống này em gả luôn nhá. Đấy, nhưng mà giá thì nó phải tầm gần chục các bác ạ. Đấy, ngỗng đầu sư tử Thái Lan nhập 100% nhá các bác nhá. Bác nào mà thích yêu em dòng đầu sư tử Thái Lan này, vẫn ăn uống rồi mọi thứ ok, sinh hoạt đều đặn. Bác nào mà yêu thích dòng đầu ngỗng sư tử Thái Lan thuần chủng, liên hệ với lại em Công qua Zalo là 0925 nha các bác nha, 140638 nha. Ở ngoài kia bọn kia đang đấy, nó hai con cứ vã nhau suốt ngày, đang phải ngăn đi các bác. Đấy, mái trống này. Đấy, đấy, bác nào mà thích em trống này nhá, liên hệ với lại em Công qua Zalo là 0925 nha các bác nha, 140638 nha. Hàng em sẽ ship toàn quốc luôn. Đây một em đực, em này rất là to các bác ạ. Do là vã nhau nhiều nên đợt này lại gầy. Con này mà nếu mà đầy đặn đầy đủ vào thì chắc nó phải tầm chục với hơn chục cân. Con nó to lắm. Các bác nhìn này, đây là qua em quay qua video đấy. Bác nào mà gần con này mà đóng thì chắc phải đóng bằng thùng to à. Hàng rất là ok luôn các bác. Đấy, nhập về đấy. Hàng nhập nha các bác nha. Hàng rất là đẹp luôn. Ngỗng đầu sư tử Thái Lan thuần chủng. Đấy, đây quay gần đây cho các bác xem. Đấy, đây các bác nha. Đây, 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 đây em này. Đấy, đấy, mặt híp, mặt nhăn, xù xì luôn. Ok các bác nha. Bác nào thích thì liên hệ với em qua Zalo là 0925 này, 140638 nha các bác nha. Ship toàn quốc nha các bác nha. Bác nào mà thích gây giống gây dòng rồi là thay đổi dòng giống lai lai tạo thì liên hệ với em. Zalo 0925 140638. Đấy, vận chuyển toàn quốc các bác nha. Ok, xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác nha. Chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, niềm vui. Rồi. Đấy. Đấy, các bác nha. Ok. Rồi, cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm, theo dõi, ủng hộ và đừng quên đăng ký kênh, follow theo dõi nhiều video của em Công nha. Sắp tới em Công sẽ lên ngỗng giống cho các bác nha. Ok, cảm ơn toàn thể các bác.